Dạ vâng, mến chào anh chị em, chào mừng anh chị em quay trở lại kênh của em Trường Bình Dương. Thì hôm nay em Trường lại tiếp tục lên sóng báo giá và mang đến cho nhà mình một sản phẩm khá là hot hit luôn nha cả nhà. Khá lâu lâu mới có nha, chứ không phải là ngày nào cũng có nha cả nhà. 20 Innova 2015 E bản đủ màu trắng nha, cả nhà lưu ý nha, E bản đủ nha. Bản trung thì nó nhiều, nhưng mà bản đủ nó hiếm lắm cả nhà. Đó, chứ không phải là thấy màu trắng là nó ở thị trường bán thiếu gì, không có nha. Bản đủ nha cả nhà. Đấy, 2015 bản E đủ màu trắng. Cam kết với cả nhà nước sơn là sơn zin theo xe, không sơn đổi màu. Đấy, máy zin, ốc vàng cò còn nguyên, máy số zin, bảo hành 12 tháng, tất cả sẽ thể hiện bằng văn bản nha cả nhà, và cam kết bằng văn bản không đâm va, không lỗi nè, không ngập nước, máy số zin. Đấy, bao chích tết thầy thợ hoặc là tết hãng luôn, thoải mái luôn cả nhà. Đấy, màu trắng, nước trắng cam mây nha cả nhà, chứ không phải màu trắng tốt đâu. Màu trắng này trắng cam mây, hay gọi là trắng sứ, là trắng men á. Đấy, nhìn rất là dễ chịu và đẹp cả nhà. Tư nhân chính chủ biển vàng, không taxi, không dịch vụ nha. Đấy, đăng kiểm khá là dài. Đấy, xe bên em Trường bán ra là đều có cam kết vấn đề phạt nguội nên cả nhà cứ yên tâm. Đây, đấy, đăng kiểm của nó đến tháng 11 2024. Có nghĩa là tháng 11 năm sau, nên cả nhà cứ bỏ qua cái vấn đề đăng kiểm đi. Đó, thấy chưa? Xe rất đẹp, full đồ chơi option. Đấy, đèn rất là đẹp luôn. Cả nhà coi nè. Cụm đèn pha nè, cụm đèn gầm nè. Đấy. Nhìn đẹp len keng xà beng. Đấy. Bản đủ là bản được trang bị thứ nhất là vành mâm R15, xi nhan gương là xi nhan gương tai thỏ, nội thất màu kem, đồng hồ là nền trắng kim đỏ. Đấy, nha cả nhà, full option luôn. Đấy. Mâm phay xước lốp rất là mới luôn. Đấy. Dán full phim cách nhiệt hết rồi. Cả nhìn nè. Đấy, phơm dán cực kỳ đẹp. Đấy, phơm dán nó cực kỳ đẹp luôn cả nhà, thấy chưa? Full phim cách nhiệt luôn, ở trong ở ngồi nhìn vào là không thấy, mà ở trong nhìn ra cực kỳ rõ luôn. Một chiếc xe bền theo năm tháng, một chiếc xe lành tính nè, dễ mua, dễ bán, dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cả nhà thấy không, cực kỳ đẹp. Đây gọi là xi nhan gương tai thỏ, nó có một tép này thôi. Đây gọi là zin theo xe chứ không phải là gương lên nha. Đây mâm đúc là cả nhà coi cái heo bố của nó nè, nhìn rất là đẹp luôn nè. Đấy, mâm bố của nó nè, heo bố nhìn rất đẹp, lớp dày chấm sơn của nhà sản xuất, lớp mắc xích. Đây, lớp này thì mới vừa thay chủ nhân nó chạy chưa được 100 cây số đâu cả nhà. Đấy, xe rất đẹp. Đó, thấy chưa? Full phim cách nhiệt, gương là gương zin Toyota hết toàn bộ xe. Đây, gương zin Toyota. Đó. Cả nhà coi đẹp chưa? Tuyệt vời luôn. Đó, cả nhà coi đẹp chưa? Keo sùng chỉ zin nha. Đấy, nó không với vấn đề mà đồng sơn là không có nha, keo chỉ zin toàn bộ. Đấy, nhìn cái xe nó đẹp lên cái sờ ben luôn cả nhà. 2015 mà. Thấy chưa? 2015. Đấy, bản đủ, bản full option 2.0e. Bản full là bản được trang bị hệ thống là gương kính sấy nè, những cái đường lằn lằn này nè, đó là sấy sưởi gương. Đi mùa mưa thì nó không có hiện tượng hè hơi trong xe nha. Mình ngồi ghế tài mà nhìn cái gương nhỏ kia kìa, đó gương chính giữa trung tâm, nó sẽ rọi ra đằng sau rất là rõ. Gạt mưa sau vẫn còn hoạt, nó là hoạt động zin theo xe. Đấy, cảm biến lùi, đó là sự khác biệt giữa bản trung và bản đủ nha. Đấy, phơm dán đẹp cực kỳ, không có dấu hiệu lỗi thời theo năm tháng đâu cả nha. Đấy, màu trắng nó sang trọng, mình làm dịch vụ cũng được, hay mình làm xe hoa đám cưới gì cũng được cả nha. Đấy, gầm bể của nó thì miễn bàn. Đấy, 5 cái mâm đúc zin theo xe. Đây, mâm đúc đây cả nhà. Bô bọng nè, sáng bưng. Gầm bể là tem ủ cầu rồi còn đầy đủ nè. Thấy chưa, cả nhà có tem ủ cầu đó chưa. Đó, đẹp tuyệt đối luôn. Nói chung là chiếc xe này là cả nhà mua về là sử dụng đó, không phải làm gì thêm nữa đâu. Đẹp tuyệt vời. Nhìn từ bên hông nè, đó, khá là đẹp luôn cả nhà, rất đẹp, thực sự là đẹp luôn. Đấy, mâm đúc của nó nè, cả nhà coi đẹp chưa. Nội thất đồ nè, nội thất là màu kem. Nội thất của nó bản đủ là tấp ly của nó sẽ là màu kem. Đấy, cả nhà coi gai vân của nó nè, gai vân dày cui. Tay cửa là nhúng vân gỗ hết. Đấy, tay cửa mẹ chrome nè, đặc trưng lên dòng bản đủ nè. Đấy, lót sàn màu kem. Đấy, ghế nó màu nâu da bò, có theo logo Innova. Đấy, 8 chỗ ngồi nha. 8 chỗ ngồi. Thì Innova bên em Trường vẫn có con bản trung luôn. Bản trung thì nó chỉ rơi vào tầm 270 triệu thôi cả nha. Đấy, 270 triệu thôi nha. Đấy, bản đủ thì nó hơn tiền một tí. Đó. Đấy, bản đủ nè, nó là 2015 nha.
Đấy, 1550 là bán đủ, 1535 là sẽ là bán trung. Đây, cái này nhìn vào đây là phân biệt luôn luôn. Cái này bát bản lề này, đẹp chưa? Ghế bọng của nó nè. Đấy, có theo logo Innova luôn, quá trời đẹp luôn cả nha. Đó, thấy chưa? Logo Innova, 8 chỗ ngồi, rộng rãi lắm, bề vàng lạnh nhìn theo xe, vô lăng túi khí, màn hình Android. Đấy, màn hình Android OLED Pro, kem hành trình, củ số nè, củ số riêng nha. Cảm biến lùi, đấy, cảm biến lùi sấy sự gương. Đó, cả nhà coi nè, tắp lô, tắp ly nè, đẹp cực kỳ luôn cả nha. Thấy chưa? Đẹp cực kỳ luôn. Đây, nhìn một cái là đẹp luôn. Nó có sự khác biệt nè. Đó, cả nhà coi nè, thấy chưa? Đấy, nền trắng nè, nền trắng. Đấy, nền trắng kim đỏ nha. Xe đi 10 vạn năm. Đó, chuẩn chỉ cho. Đấy, sát đây là chỉnh gương chiếu hậu nè. Đấy, tắp bô, tắp bi xe thì miễn bàn. Đẹp là miên man. Đẹp miên man luôn cả nha. Đấy, những nút chỉnh gương nè, auto một chạm nè. Keo sùng chỉ thì không đứt nối rồi. Đấy, xe quá trời đẹp luôn. Innova 2015 nha. Keo sùng chỉ của nó đây, cả nhà coi đây. Ồ, những cái đinh bon của nó nè, còn nguyên hết. Nối không với va chạm nha. Đấy, va chạm nó sẽ bị móp méo liền cả nha. Đấy, em Trường quay cận cảnh cho cả nhà mình coi luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nha. Đấy, những cái đinh bon của nó nè, còn nguyên hết hàng máy của nó nè. Cả nhà coi sạch đẹp chưa? Thực sự là quá đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Phần này bờ ép nè. Đấy, phần này bờ ép nè. Đấy, chấm sơn đầy đủ hết. Đó, cả nhà thấy chưa? Đinh bon tay dặn của nó nè. Đấy, đẹp chưa? Xe như thế này mà cả nhà còn chê gì nữa. Thực sự là quá đẹp luôn. Những con ốc nè, đỉnh nè, kích nước zin theo xe nè. Những cái khung xương tay dằn của nó như thế này mà cả nhà chê cái gì nữa. Đấy, đinh bon nè, nguyên nè. Thấy chưa? Nhìn cái là đẹp lên. Máy móc zin, zin nguyên con, ốc vàng cò chưa ra nè. Đấy, ốc vàng cò chưa ra nè. Đấy, máy móc sạch bưng đây mà, ốc cổ bô luôn nè. Em Trường quay cận cảnh luôn. Innova 2015 E bản đủ bên Em Trường chào bán giá là 325 triệu, bao rút hồ sơ gốc. Đấy, quý khách hàng nào mà muốn lên đời xe từ 4 chỗ lên 7 chỗ, hoặc là quý khách hàng nào giới thiệu bên Em Trường mua hoặc bán được xe, em sẽ gửi tiền cà phê từ 3 cho đến 5 triệu đồng nha. Alo trực tiếp cho em, số điện thoại 0972 147 247. Cửa hàng của em nằm ngay thành phố Giang, tỉnh Bình Dương. Đấy, gần cầu vượt Linh Xuân nha cả nhà. Đấy.